Anh review cái tripod Wayfair T352 đi anh. Thấy nó rẻ quá, không biết chất lượng ra sao, chưa dám mua. Ok, mình cũng đang cần một cái tripod. Tripod của bạn đây nhá. Mình vừa nhận hàng của shipper xong. Sau đây cùng mình mở hộp và đánh giá cái sản phẩm này nhá. Bây giờ đầu tiên là mình thấy ở trong đây nó có một cái nút điều khiển này. Rồi. Cái gì đây? Một cái kẹp điện thoại này, tặng thì phải. Rồi, tặng hai cái cơ. Bên trong hộp là có những cái thứ như này đây. Rồi. Đây là cái tripod đây này. Bọc gói cũng khá là chuyên nghiệp, cẩn thận đấy chứ. Mở cái tripod ra cho mọi người xem nhé. Như bên shop họ nói là cái chân này làm bằng nhôm. Để mình xem có phải bằng nhôm thật không nhá. Rồi, sờ vào đây mình thấy lạnh lạnh ấy, thì khả năng nó làm bằng nhôm thật. Cái này thì nó cũng làm bằng nhôm luôn. Nhưng cái ụ trên này thì làm bằng nhựa này. Mình sẽ đo xem chiều cao của sản phẩm này, nó cao được bao nhiêu. Đây, nó cao được khoảng 1m43 nhá. Cái đường kính chân mà xòe rộng nhất thì nó khoảng 70cm. Cân nặng của sản phẩm này thì đâu đó mình nghĩ nó khoảng 1,5 cân ấy. Khá là nhẹ. Khóa kiểu này. Để mình xem là nó sẽ làm được những cái gì nhá. Xoay như thế này thì nó sẽ cao thấp ở cái cổ của cái tripod nhá. Đây là cái đế của nó này. Mở này để rút đế ra này, chốt đẩy này. Trên cái đế này thì nó có cái thăng bằng này. Đấy, thăng bằng. Cái này là khóa vào này. Rồi ok, chiều trái phải đã có này. Đây, cái này là lật theo chiều trước sau nhá. Cái này là cái gì đây? Cái này là cái vặn để mọi người xoay gọi là 380 độ luôn này. Cái sản phẩm này nó làm được các hướng luôn rồi. Cao thấp thêm này. Cái tay cầm này thì bằng nhựa. Thì cho thêm một cái tay cầm ở đây. Rồi. Ở trên cái đầu chân này thì nó có một cái cân bằng để mà đo cân bằng. Cái này để mà chốt không để nó bị lực nặng quá thì nó bị sập xuống. Rồi. À, vặn vào là chốt này. Bên dưới này thì nó có một cái móc. Một cái móc này. Móc để treo một cái gì đấy. Chi tiết này khá là thú vị này. Cái chân này ấy, ở dưới này họ làm một cái chân gọi là chân dạng bi ấy, làm có thể bẻ được để nó cân ấy, để nó cân bằng. Chứ nhiều cái tripod là cái chân này nó cứng đờ như này luôn. Thì đối với nhiều địa hình ấy, làm sẽ không được phù hợp và không được cân bằng. Thì cái này nó rất là thông minh. Cái điều khiển Bluetooth để kết nối Bluetooth giữa cái điện thoại với cả cái thiết bị này hoặc là cái máy ảnh. Bây giờ mình sẽ đi thử với cả cái điện thoại nhá. Nắp cái đế này vào đã. Mình sẽ kẹp điện thoại nhá. Kẹp điện thoại này. Sang trái sang phải này nó dành cho cái điện thoại để mình quay ngang hoặc quay dọc. Đấy, rất là hay nhá. Sau khi lắp cái điện thoại vào đây, mình bật cái thiết bị điều khiển này lên và mình bật cái Bluetooth ấy, thì là máy điện thoại của mình nó nhận diện được một cái thiết bị Bluetooth là AB Shooter. Bấm vào đây. Ghép lối này. Cho phép. Ok, chỉ cần cho phép ghép lối thôi. Rồi, xem làm sao nào. Ở đây nó báo là đã kết nối này. Chụp ảnh xem là nó có được không nhá. Rồi, đây là cái điều khiển nhá. Mình bấm này. À rồi, quay rồi. Và vừa test cái chức năng mình đứng gần. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi xa để xem rằng cái thiết bị này xa thì nó có bật được không nhá. Mình đang để cái chế độ là quay video. Rồi, mình sẽ đi ra xa nhé. Tạm thời là đi xa cỡ này. Cỡ này nó khoảng đâu đó là gần 3m. Bấm này, mình bấm này. Bấm ok. Quay được. Rồi mình đứng xa mình tắt luôn này. Vẫn ở vị trí này, mình tắt này. Tắt. Xa 3m là tắt được nha. Nhưng mà thường cái Bluetooth thì đâu đó nó phải cỡ tầm 10m đấy. Điều khiển này là điều khiển để quay và chụp Bluetooth. Cho điểm sản phẩm này nhé. Nói về cái kiểu dáng và chất liệu
của sản phẩm thì mình cho cái sản phẩm này 9 điểm. Đó. Nói về cái tính năng, tức là xoay ngang, xoay dọc rồi Bluetooth các thứ thì mình nghĩ nó ở cái giá mà 240 mấy nghìn này ấy, thì mình cho nó 10 điểm luôn, đáng mua. Những ai mà đã mua và sử dụng cái sản phẩm này rồi, có những cái trải nghiệm gì khác, có những cái nhận xét đánh giá gì khác ấy, thì hãy bình luận xuống bên dưới video để chia sẻ cho mình và mọi người cùng biết nhé. Link của sản phẩm này thì mình cũng sẽ để ở dưới mô tả hoặc là ở bên dưới cái phần bình luận của mọi người. Những ai mà quan tâm thì bấm vào đó để tham khảo nhé. Video của mình xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Những ai mà thấy video này hay, giá trị thì hãy cho mình một like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều những cái video mới nhé.